Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6. Thì trong video trước, thầy đã quay xong lý thuyết của bài số 2, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thăng cân của bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Bài số 1. Trong các hình sau đây, hình nào là hình chữ nhật? Hình bình hành, hình thoi và hình thăng cân. Thế thì khi mà nhìn vào bốn cái hình này thì chúng ta nhìn quá rõ rồi đúng không các em? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời được đó là gì nào? Hình A là hình gì các em? Nó là hình thoi, đúng không? Vì bốn cạnh của nó bằng nhau này, đúng chưa? Đấy, nhìn hình thì chúng ta cũng là dễ dàng thấy được rồi, đúng không nào? Bài số 1, hình A là hình thoi, là thầy cho ý thứ nhất này. Tiếp tục, hình B là hình gì? Hình thẳng cân, đúng chưa? Hình B là hình thẳng cân. Hình C quá dễ, hình chữ nhật. Rồi. Tiếp tục, hình cuối cùng sẽ là hình gì nào? Có cặp cạnh đối gì song song, đúng không? Thằng này song song với thằng này song song với thằng này. Và nó thêm một cái nữa là gì các em? Cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Đây, thằng này bằng với thằng này bằng với thằng này. Thì nó sẽ là hình bình hành, đúng chưa nào? Hình D là hình bình hành. Ok, xong bài số 1 ha. Rồi, chúng ta tiếp tục đến với bài số 2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau. Rồi. Như vậy thì độ dài của cạnh này chúng ta đặt thước 0 vào đây thì chúng ta thấy thằng này bằng 2 cm. Đúng không nào? Đây ha. Đây các em. Đấy. Rồi, thì ở đây thì các em vẽ hình vào vở nhé và ghi vào đây luôn ha. Thầy thì thầy sẽ dùng cái sách này luôn các em. Vì trong sách này là thầy nhấn mạnh nhiều quá rồi, đúng không? Các em thấy là buổi nào thầy dạy thầy cũng đều gạch để nhấn mạnh cho các em. Nên sách này là thầy dạy xong là thầy không dùng tới nữa. Còn các em thì các em phải vẽ hình vào vở nha. Rồi chúng ta ghi các cạnh này vào. Hình chữ nhật, hình này 2 cm. Thằng này bao nhiêu các em? 2, đúng chưa? Hai thằng này là bằng nhau, đúng chưa? Và song song với nhau. Tương tự, bây giờ chúng ta sẽ đo. Rồi, đặt mặt số 0 ha. 4, đúng không nào? Vậy thằng này sẽ là gì? 4 cm này. Đấy. Và thằng này thì nó cũng bằng thằng này, đúng không? Và nó bằng 4 cm. Ok chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta đo hình màu vàng thôi. Cm, đúng không nào? Vậy thì thằng này cũng là 5 cm. Đấy. Rồi, trên này cũng tương tự ha. Ok. Tiếp tục. Cm. Đúng chưa? Rồi. Thằng này bằng 3 cm. Thằng này bằng 3 thì thằng này bằng mấy các em? Cũng bằng 3 cm. Ok ha. Rồi các em nhớ là vẽ hình vào vỡ, sau đó chúng ta tiến hành điền vào cái này các em nhé. Rồi. Bài số 3, vẽ hình chữ nhật ABCD. Biết AB bằng 5 cm, AD bằng 8 cm. Rồi các em quan sát ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có được đó là AB này bằng 5 cm này và AD là bằng 8 cm này. Bài số 3. Như vậy thì D ha, thầy ghi nó hơi. Rồi ok. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ vẽ độ dài của đoạn thẳng AD bằng 8 cm trước. Mình sẽ chọn chiều dài mình vẽ trước các em. Rồi. Đặt thước vào. Rồi. Ok. Thằng này sẽ là độ dài đoạn thẳng AD 8 cm.
Và chúng ta sẽ làm gì các em? Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc với AD tại A, đúng chưa? Đấy. Đặt thước các em để ý, đó là chúng ta sẽ làm gì? Đặt sao cho cái vạch số 0 này nè các em, nó sẽ trùng với cái đoạn thẳng AD ha. Đấy, mình để ý ha. Rồi, chúng ta vẽ 5cm thôi. Ok, thì ngay chỗ này sẽ là điểm B. Và thằng này bằng 5cm. Ok. Rồi, tiếp tục. Qua B chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng vuông góc với lại AB. Rồi, thầy đặt thước nè. Đặt vuông góc ha. Đấy, vạch số 0. Các em để ý vạch số 0 của thầy nhé. Nó trùng với lại cái AB nhé. Hoặc là các em cũng có thể đặt thước như thế này cũng được. Được không nào? Rồi. Chúng ta vẽ ha. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng AD tại D. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đặt thước y chang như khi nãy. Đúng không nào? Nè. Cạnh này ha. Làm lên đây. Rồi bây giờ chúng ta vẽ thôi. Rồi, ok. Và hai đường thẳng này nó cắt nhau tại điểm C. Rồi, như vậy thì mình sẽ có được hình chữ nhật ABCD cần vẽ với độ dài đoạn thẳng AB là 5cm, AD là 8cm. Ok chưa nào? Rồi, chúng ta xong bài số 3. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 4. Kem quan sát. Người ta thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép 4 miếng gỗ hình tam giác đều lại với nhau. À, ở đây chúng ta có 4 miếng này, tam giác đều. Để biết được cách thiết kế như thế nào, hãy cắt 4 hình tam giác đều với độ dài cạnh là 5cm rồi ghép thành một hình bình hành. Thì ở đây thầy cũng có chuẩn bị 4 cái hình tam giác đều của thầy với một cạnh là 5cm, ok chưa nào? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ ghép như thế nào để nó được cái... Đây, thầy có được 4 cái hình tam giác đều, thầy xếp lại ha. Ok, rồi, thì ở đây thầy sẽ làm gì? Đây, thầy sẽ xếp cho hai cái thằng này nó nằm trên một cái đường thẳng. Rồi, thì bây giờ thầy di chuyển thôi. Đấy, chúng ta đưa vào đây. Thì thằng này cái đỉnh nào các em đưa vào đây cũng được cả, vì nó là tam giác đều mà. Đấy, ok chưa? Rồi, thằng này tương tự, mình làm gì? Đấy, rồi. Rồi, như vậy thì rõ ràng mình được một cái hình bình hành, đúng không? Đây các em này. Đấy, ok chưa? Rồi, như vậy là chúng ta xong bài số 4 ha. Thì cách ghép thì thầy cũng vừa mới hướng dẫn các em. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 5. Vẽ hình bình hành MNPQ, biết MN bằng 3cm và NB bằng 4cm. Rồi, các em quan sát. Đấy, chúng ta có được MN bằng 3cm này và NB bằng 4cm. Vậy đầu tiên thầy sẽ vẽ độ dài đoạn thẳng NB bằng 4cm. Rồi. Ok ha. Thằng này của thầy sẽ là NP bằng 4cm. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ đường thẳng đi qua N. Rồi, mình vẽ đường thẳng bất kỳ thôi. Rồi. Và chúng ta sẽ chọn điểm M nằm trên đường thẳng này sao cho MN bằng 3cm. Rồi, tiếp tục. Chấm một điểm tại 3cm. Như vậy ngay chỗ này của thầy chính là gì? Chính là điểm M. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ đường thẳng đi qua M và song song với NP. Các em quan sát nhé. Đi qua M và song song với NP. Ok ha. Tương tự như thế, mình vẽ một cái đường thẳng đi qua P và song song với NM. Rồi, chúng ta vẽ thôi. Rồi, hai
hai đường thẳng này cắt nhau tại Q. Như vậy chúng ta sẽ có được hình bình hạnh MNPQ với MN bằng mấy các em? Thầy chưa ghi ha, 3 cm, NB bằng 4 cm. Và tương tự thì hình bình hạnh thì chúng ta cũng có được NP này sẽ song song và bằng MQ, đúng chưa? Vậy thằng MQ này cũng là 4 cm. Và MN sẽ song song với QP và thằng này cũng bằng nhau và bằng 3 cm. Ok chưa nào? Rồi, chúng ta hoàn thành xong bài số 5. Nếu như mà các bạn mà chưa nắm được cái bước vẽ thì các bạn cứ là bấm quay lại ha, chúng ta bấm lui video lại để chúng ta nghe lại, và đoạn nào đấy thì chúng ta bấm dừng và ghi chép được không nào? Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta đến với bài số 6. Lấy một tờ giấy hình chữ nhật gấp đôi 2 lần. Ha, mình gấp qua đây. Cắt theo đường nét đất như hình dưới. Đường nét đất đây các em, chúng ta cắt một đường. Rồi lấy tờ giấy trải ra. Hình vừa cắt được là hình gì? Dùng EK để kiểm tra hai đường chéo của hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không. Rồi, thì ở đây thầy cũng có chuẩn bị cái hình chữ nhật như hình. Ở đây thì chúng ta sẽ gấp theo hình mũi tên ha. Rồi, mình gấp qua. Nên mình sẽ được cái hình bên cạnh. Rồi, ở đây mình sẽ là trên gấp xuống ha. Ok. Rồi, sẽ được ra hình này. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo và cắt theo cái đường này. Thì trong này nó vẽ nét đứt và thầy vẽ nét liền để chúng ta dễ cắt ha. Rồi, ok. Các em quan sát. Rồi, như vậy thì cái hình ở đây, chúng ta mở ra xem thử nó là hình gì. Cho các em hình này là hình gì các em? Dự đoán được không nào? Hình này sẽ là hình gì? Hình thoi, đúng chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái EK để chúng ta kiểm tra hai đường chéo của cái hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt tại trung điểm mỗi đường hay không. Rồi, các em quan sát ha. Thì đây thầy vẽ cái đường chéo này nó đậm lên một tí cho các em dễ nhìn. Để chúng ta kiểm tra cho nó dễ này. Rồi, đường chéo, đúng không? Còn đường chéo đây này, đấy. Thầy vẽ lại cho nó đậm một tí. Rồi, theo các em nó có vuông góc không nè? Nhìn bằng mắt thường của mình thì rõ ràng nó cũng vuông góc, đúng chưa? Rồi, chúng ta dùng thước EK để kiểm tra thôi. Các em quan sát nhé. Vuông góc, đúng chưa? Rồi, tương tự ở đây chúng ta cũng gì đó thử thôi. Rồi, vuông góc đúng nào, tương tự đúng không các em? Thì thằng này đây vuông góc, rõ ràng thằng này cũng gì vuông góc. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài số 6, mình tiếp tục đến với bài số 7. Vẽ hình thoi MNPQ, biết góc MNP bằng 60 độ, MN bằng 6 cm. Rồi, các em quan sát ha. Thì đầu tiên ở đây nè, chúng ta sẽ vẽ cái độ dài của đoạn thẳng MN bằng 6 cm. Rồi, chúng ta đặt thước và vẽ thôi. Ok, thằng này là MN bằng 6 cm. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ góc MNP bằng 60 độ. Thế thì để vẽ góc thì chúng ta sẽ sử dụng thước EK này luôn. Góc này là bằng 90 nè các em. Góc này 30 và góc này của thầy là 60. Bây giờ mình đặt vào để mình vẽ thôi. Thì chúng ta sẽ đặt gì? Đây, một cái cạnh này của thước sẽ nằm trên cái đoạn thẳng MN, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ theo cái thằng này thì ta sẽ được góc MNP bằng 60 độ, được không nào? Rồi, đặt thước cho đúng các em nhé. Cạnh này nè, nó phải trùng với cái đoạn thẳng MN này. Rồi, và mình vẽ này. Đấy. Rồi, ok ha. Rồi, thế thì cái thằng này là bằng 60 độ nè các em. Đấy, thằng này bằng 60 độ ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy điểm P trên đây. Sao cho gì? NP của chúng ta bằng 6 cm.
Các em quan sát nhé, chúng ta đo nó thôi. Rồi, 6cm ngay chỗ này. Vậy thì chỗ này của chúng ta sẽ là điểm P. Thằng này bằng 6cm. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường thẳng gì? Đường thẳng đi qua M và song song với MP. Được không nào? Rồi, mình đặt thước vẽ thôi. Ok, song song đi qua M và song song với NP. Được chưa? Tương tự chúng ta vẽ đường thẳng đi qua P và song song với MN. Rồi, hai đường thẳng này cắt nhau tại tại Q. Cắt nhau tại Q. Rồi, như vậy thì mình sẽ được hình thoi MNPQ với độ dài của một cạnh là 6cm. Hình thoi thì bốn cạnh bằng nhau, đúng không nào? Thằng này bằng 6, thằng này bằng 6, thằng này bằng bao nhiêu? Cũng bằng 6cm, đúng chưa? Và thằng này cũng bằng 6cm. Đúng chưa nào? Rồi, các bạn, nếu như mà các bạn vẫn không... Rồi, thế thì các bạn cứ dùng thước để chúng ta kiểm chứng lại. Ok chưa? Em quan sát ha. Rồi, bằng 6cm. Được không nào? Tương tự. Xem thế nào. Rồi, bằng 6cm nè. Đúng chưa? Đấy. Rồi, các em vẽ xong các em kiểm chứng lại nha. Mình kiểm chứng lại bằng thước xem có chính xác hay không. Rồi, như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn các em xong bài tập số 7. Chúng ta tiếp tục đến với bài tập số 8. Cắt 3 hình tam giác đều. Có 3 hình tam giác đều này. Cạnh bằng 4cm. Rồi ghép lại thành một hình thăng cân. Rồi như vậy thì ở đây thầy cũng có chuẩn bị 3 cái hình tam giác đều. Thế thì để xếp như thế nào các em? Thì chúng ta sẽ cho hai cái hình tam giác đều này nằm trên một đường thẳng này. Sau đó chúng ta sẽ gì? Ghép cái hình tam giác đều này vào đây. Ok chưa? Đấy. Rồi. Như vậy thì đây sẽ được hình thăng cân các em. Thằng này song song với thằng này, đúng không? Vì tam giác đều nên thằng này. Đây, đấy, nó sẽ bằng với thằng này. Rồi, các em sửa lại là ok ha. Đấy. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài số 9. Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước của các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây. Rồi, các em quan sát ha. Thì ở những cái bài tập trên thì thầy cũng đã hướng dẫn các em cách để vẽ hình chữ nhật này, hình thoi và hình bình hành rồi. Thì ở đây thì thầy hướng dẫn và các em tự vẽ vào vở nha. Thì cái mặt trước của ngôi nhà này thì chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật với chiều rộng là 3cm và chiều dài là 5cm. Tương tự chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật cửa chính với chiều rộng là 1cm và chiều dài là 2cm. Thì thằng này nó như thế này thì ta cũng có thể gọi là nó là chiều cao, đúng chưa? Nhưng mà về hình chữ nhật thì nó sẽ là chiều dài. Tiếp tục các em vẽ cửa sổ phía trước này. Và hình của nó là hình thoi với cạnh là 1cm. Tiếp tục thì chúng ta sẽ vẽ cái mái này hình bình hành với một cạnh là 5cm và cạnh còn lại là 3,5cm. Thì các em nhớ nhé, hình bình hành của chúng ta thì thằng này này thì nó sẽ song song với thằng này ha? Thằng này nó sẽ song song với thằng này. Ok chưa? Rồi, tương tự như thế thì các em cũng vẽ mặt bên của chúng ta là hình bình hành với một cạnh là 4cm. Rồi, và cạnh còn lại là 3cm, đúng không nào? Đấy, thằng này này, 3, thì thằng này cũng là 3. Tiếp tục chúng ta sẽ vẽ gì? Vẽ cái cửa sổ hình bình hành luôn với một cạnh là 1,5cm và một cạnh là 1cm. Sau đó chúng ta nối cái thằng này lại. Như vậy chúng ta sẽ có được toàn bộ kích thước và ngôi nhà như hình vẽ. Ok không nào? Còn cái phần mà vẽ hình chữ nhật này, rồi vẽ hình thoi và vẽ hình bình hành thì thầy cũng đã hướng dẫn các bài tập ở trên rồi. Được chưa? Nên thầy không vẽ lại nữa. Rồi, như vậy thì sau bài học này các em làm được những gì? Mô tả được một số yếu tố cơ bản, cạnh, góc, đường chéo của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thăng cân. Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành và các công cụ học tập. Rồi, như vậy thì thầy vừa mới hướng dẫn các em các bài tập từ bài tập số 1 đến bài tập số 9. Thì trong video hôm sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 3.
Và nếu như các em thấy video của thầy là dễ hiểu thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho thầy và chia sẻ video của thầy để cho các bạn cùng học với mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.